Chúng ta xem tiếp Hạnh lợi tha của Bồ Tát Có thể đối trị tất cả sự bất thiện Lìa lỗi lầm để được thanh tịnh Cho nên gọi là phản hành chú trọng đến vấn đề có thể đối trị tất cả bất thiện Bồ Tát thật sự có phương pháp đối trị Giúp họ xa lìa lỗi lầm Khôi phục tâm thanh tịnh Phương pháp đối trị vô lượng vô biên ta phải dùng một cách thích hợp phải biết dùng lại chứng dạng hạnh của niết bàn gọi là phạm hạnh ý nghĩa của phạm hạnh rất rộng Trong kinh điển Đại Thừa Đức Phật thường nói Pháp môn bình đẳng Không có cao thật à Giống như Đại Phu cho thuốc vậy lây hẳn đồ, Thuốc có rất nhiều loại Tại sao? đều là thuốc tốt vì sao vì có thể trị bệnh đều là lương dược nhưng thuốc nhất định phải cho đúng bệnh không đúng bệnh nó gây nên hiệu quả tương phản không những không thể trị bệnh mà còn khiến bệnh nặng thêm à, chúng sanh giống như người bệnh vậy mỗi người bị bệnh không giống nhau đức phật nói chúng sanh có tám dạng bốn ngàn loại bệnh phật có tám dạng bốn ngàn pháp môn đối trị bệnh tật của chúng sanh Tám dạng bốn ngàn pháp môn Không phải để một người học hết tất cả Không phải vậy Cho nên Lịch đại chư vị tổ sư Đều yêu cầu người học Tức là học trò nhất môn thâm nhập trường thời quân tu như vậy mới có thành tựu đồng thời nói cho ta biết thành tựu một pháp môn thì tất cả pháp môn đều thành tựu thông đạt một bộ kinh thông đến đâu thông đến tự tánh tức tất cả kinh đều thông Thật là di diệu Vì sao chúng ta không học được như thế Thật sự học đạo không khó Từ lý mà nói Phạm phu thành Phật Cần bao nhiêu thời gian Chỉ trong một niệm

không chịu buông bỏ. đức phật nói về ý nghĩa của hai mươi loại không này. nghe xong cũng gật gật đầu. phật nói không sai, rất có lý. có tin chăng không tin. Vẫn là tôi làm việc của tôi Đối với những gì Đức Phật nói Đạt rất nhiều câu hỏi Tính tâm không thanh tịnh Tâm chân thành cung kính không sanh khởi được có không ít vị đồng học nói với tôi, còn rất muốn khiến cho mình sanh khởi tâm chân thành cung kính, nhưng không sanh khởi được. tôi tin lời nói của họ là thật không phải giả. Vì sao không sanh khởi được? Vì không hiểu rõ ràng Chân tướng của sự thật Có hoài nghi Là chướng ngại tu hành lớn nhất của Bồ Tát 49 Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Giảng Kinh Thuyết Pháp suốt 49 năm Mục đích là giúp mọi người Đoạn nghi sanh tính Mục đích là như vậy Câu này nói gì phạm hạnh rất hay Chứng đại biết bàn Vô lượng pháp môn thành Phật Đều gọi là phạm hạnh